Trạm hàng Debalon DBL936A có khả năng điều chỉnh nhiệt độ và tự giữ nhiệt độ, có nhiều ưu điểm như nhỏ gọn, lên nhiệt nhanh, bền bỉ ổn định, có khả năng chống tĩnh điện và dòng rò, không lo chết các linh kiện nhạy cảm, sử dụng biến áp chất lượng cao, hạ điện áp 220V xuống 24V nên rất an toàn khi sử dụng. Bộ sản phẩm bao gồm một máy hàng 936, một tay hàng, một đế gác mỏ hàng, sách hướng dẫn sử dụng, test nhiệt độ ở 350 độ. Chưa đầy 2 phút thì nhiệt độ đã tăng lên 350 độ.